Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi săn ong. Đây các bạn xem nhé. Cái cây cỏ mà chúng ta thường lấy về cho lợn ăn này, hay gọi là cây cỏ lạc ấy. Cái cây này là có cái lượng mật cũng đáng kể này. Các bạn xem cái con ong nội địa của chúng ta đây. Nó đang lấy ở đây. Còn cái khu vực ở cái vườn sắn này thì là những con ong bò vẽ của chúng ta nó đi lấy thức ăn ở đây rất là nhiều. Thì dựa vào những cái yếu tố này thì chúng ta có thể là phán đoán được cái khu vực tổ nó ở. Thì cũng ở cách đây khoảng tầm độ vài trăm mét thôi các bạn. Đây nhá. Ong vàng này, ong bò vẽ này. Trong cái cây sắn này các bạn này, nó có cái hàm lượng là mật nhất định nhá, nên là cả những cái con ong mật rồi là những con ong bò vẽ chúng ta nó về đây nó lấy thức ăn rất là nhiều. Cái cây sắn này, cái cơ chế tiết mật của nó giống như cái cây keo các bạn đấy, nó tiết mật ở cái kẽ lá này này đấy, nên là con ong nó đến đây để nó lấy mật về để nó làm tổ. Đây là khu vực này thì mình thấy nó ăn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Hầu như là cách vài mét lại có một con ăn. Thì là mình phán đoán là cái khu vực tổ của nó chỉ ở trong những cái bụi cây thấp thấp ở khu vực này thôi các bạn này. Thì bây giờ mình sẽ ở đây để mình theo dõi cái quá trình nó lấy thức ăn ở đây, xong nó bay về tổ, hoặc chúng ta đi bắt côn trùng nhé, câu nó để xem là chính xác cái hướng của nó bay về hướng nào thì chúng ta sẽ xác định được cái phương hướng để chúng ta đi tìm kiếm cái tổ của nó. Thì thông thường là như mấy cái clip trước thì mình có chia sẻ cho mọi người, con ong bò vẽ này nó ăn thì là ở khu vực nào mà nó ăn nhiều này thì cái tổ của nó cách cái chỗ kiếm ăn này không xa đâu mọi người nhé, chỉ vài trăm mét thôi. Bạn chịu khó để ý xem cái hướng bay của nó nào cũng bay nhiều ấy. Mà chúng ta tìm theo cái hướng đấy là chắc chắn là sẽ thấy tổ của nó. Trong quá trình mình đi săn ong mình đã phát hiện ra cái tổ ong bầu trời trên cái cây gạo này mọi người. Wow, cây rất cao nha. Chắc khoảng tầm 20 mét. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình khai thác của mình nhé. Thôi chuẩn bị lên đánh ong mọi người nhé.
Khá ok mọi người. Tổ này bắt xong cái phải xuống ngay mọi người. Mọi người xem cái cành nó chỗ làm tổ như thế, cái tay. Đây là cái thành quả cái tổ ong của mình các bạn. Tổ này được 5 tầng mọi người. Cả một cái tầng xíu xíu này nữa là 6 tầng này. Cũng được khoảng tầm hơn 1 cân thôi mọi người. Rồi, đánh cái tổ ong ở trên cây này thì nói chung là nó vất vả và mất sức rất là nhiều mọi người. Không như đánh cái ong bồ vẽ. Bồ vẽ thì nó làm ở dưới tầm thấp thì đánh nó nhàn hơn. Đánh cái tổ ong này xong thì nó rất là mệt mọi người. Rồi, khả năng video mình xin được kết thúc ở đây mọi người nhé. Xin hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Chào các bạn.